Cửa hàng âm thanh Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh của em. Một kênh chuyên dành test âm thanh và giới thiệu hàng bãi hàng ngày trên hàng giờ trên YouTube. Quý vị và các bác các anh em thân mến, quý vị và các bác hãy vui lòng nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của em, đồng ủng hộ cho tinh thần làm việc hàng ngày, hàng giờ. Và đồng thời các bác hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận những video, những sản phẩm mới nhất mà em set up lên hàng ngày, hàng giờ cho các bác và các anh em để chúng ta tiện cập nhật. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2019, đây là một video clip lần thứ 2 em test cho một đôi loa, một sản phẩm. Đó là sản phẩm loa Daiton DS401 dòng đời cao, dòng 3 số. Đôi loa này rất nặng, các bác có thể vừa nghe nhạc và hát hò karaoke trên đôi loa này, rất hay, rất tuyệt vời. Một đôi loa sở hữu thùng gỗ lặng rất nặng, cực kỳ nặng. Nó nặng bởi vì do cái gì? Nó nặng bởi vì nó sở hữu là củ lâm châm to, phân tần lớn. Thứ hai nữa là nó sở hữu thùng gỗ lặng dày dặn và đẹp. Đôi loa này đẹp một cách mỹ miều, đẹp không cần phải soi máy quay vào nữa, nhưng cũng phải quay máy quay để cho anh em chúng ta lắm bắt được khi chúng ta mua sản phẩm. Các bác đang được thấy nó đẹp mỹ mãn hạt nhãn, cực kỳ đẹp luôn. Một cái màu vân gỗ trưng bày rất đẹp ở trong mọi cái gian phòng khách của nhà chúng ta. Và đặc biệt cái căng của nó có một cái vành kim loại để chúng ta thấy, nhìn thấy nó rất là sáng và đẹp. Thì chúng ta vừa kết hợp màu đen và màu sáng của nhôm, rất tuyệt vời. Và đôi loa này sử dụng bát 30, màng carbon tổ ong, và gân của nó là gân vải các bác nhá, gân vải còn nguyên zin. Và tiếp theo là một loa trung đôm và một loa tép đôm, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh các bác nhá, rất ok, rất tuyệt vời. Và củ loa của dòng này thì quá to và quá nặng. Đôi loa này có một cái chiều cao là 68 phân, chiều rộng 37 phân 5 và chiều sâu là 33 phân. Đôi loa có công suất là 80W trên một thân thùng loa, trở kháng 6 ohm. Dòng loa Daiton đề công suất rất ít, kể cả những đôi loa có giá từ 20 triệu cũng chỉ đề có 6 đến 80W. Thế nhưng khi nó phát ra thì cái công suất của nó không thua kém gì những cái đôi loa mà 3 đến 400W các bác nha. Nó tùy theo hãng loa, có những hãng loa đề công suất rất lớn, nhưng có những hãng loa thì đề công suất rất nhỏ, nhỏ thế nhưng mà những đôi loa so sánh với những dòng loa vài trăm watt, chắc những đôi loa vài trăm watt không thể ăn được những đôi loa mấy chục watt như thế này. Các bác nhá, rất tuyệt vời. Dòng loa Daiton chịu đòn cực kỳ tốt. Các bác nhá, củ lâm châm to, phân tần lớn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến buổi thẩm âm. Dòng loa này sử dụng gông đúc hết các bác nhá. Các cái tuyến loa của nó đều sử dụng là củ lâm châm hoặc là củ là cái củ loa ấy, nó bằng hoàn toàn bằng nhôm đúc hết các bác nhá, liền rất nặng. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác các anh em hãy cùng đi đến buổi thẩm âm. Và em đang phối ghép đôi loa Daiton DS401 này với lại một chiếc âm ly rất quen thuộc trong cửa hàng của nhà em, đó là một chiếc âm ly Sansui bắt được đài FM và AM trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Đó là một chiếc âm ly Sansui, nó có tên là Sansui 5000 A, dòng G-Cyber, có hồi gỗ rất đẹp. Và chiếc âm ly này là chiếc âm ly chạy điện đa cầu không đề công suất, nhưng đối đúng ra công suất của nó là gần 400W các bác nhé. Hãy chúng ta hãy cùng tìm hiểu vào những trang mạng Google để biết được những cái thông số của chiếc âm ly và các những sản phẩm mà em đang không kịp giới thiệu chi tiết, thì các bác hãy vào các cái trang mạng Google để anh em chúng ta tra khảo những cái thiết bị âm thanh. Đồng thời là chúng ta sẽ nắm bắt được về cái việc loa hay âm ly hay là nguồn phát chính chiếc lạp xì. Và nguồn phát trong buổi tối ngày hôm nay vẫn là một chiếc đầu rất quen thuộc Soledad A8 có giá 4.300.000.
đêm lang thang một mình, trời sương khuya lạnh giá, tâm tư mang ưu phiền, quên người càng nhớ thêm, giờ ai đi xa. Mạng hôm nay hơi vấp các bạn. Vòng về đơn côi trong cô quạnh, tình đầu khó nhạt phai, nhớ đêm trăng ra lạnh, màn sương che mờ lối, quán vắng xưa ta ngồi, người nói chẳng xa tôi, giờ em nhớ thương đau vui, đêm khóc tình mồ côi. Em ơi có hiểu cuộc đời anh yêu chỉ mỗi em thôi, mộng treo cao sang ngang em lừa dối, rồi trách đời bạc như vô. Đêm vây kín cuộc đời, quên sau bằng khói thuốc, những đêm bên men rượu say tìm quên giang xưa, người sao xe duyên lỡ kiếp trước ta nợ người, nay thôi trả hết rồi, ta còn hoài nỗi đau. Mạng hôm nay rất là vấp quý vị và các bác, các anh em thân mến. Nó đang quay tiếp tục mù. Có lẽ là do mạng vấp cho nên em tạm dừng clip ở đây. Mong quý vị và các bác, các anh em thông cảm nhé.